Chào mừng các bác đã đến với cửa hàng âm thanh vàng của Cương Audio Các bác thân mến, ở video clip này em sẽ giới thiệu nhanh qua đến các bác một số cặp loa bốt vừa mới cập bến tại cửa hàng của chúng em Trước hết ở phía ngoài cùng bên tay trái dưới tấm biển xanh Các bác nhìn thấy đây là hai mẫu loa bốt rất là quen thuộc Đó là dòng loa bốt 601 trơn hay còn gọi là 601 đầy đầu Dòng này nó sử dụng hai loa bát có đường kính là 20cm Nó sử dụng màng giấy và gân mút nó sử dụng một loa bát đánh định hướng về phía trước và một loa bát đánh trách ngửa lên. Nó sử dụng bốn loa chấp giấy đảo xuôi chiều nhau. Chất âm của dòng bốt 601 chơi này tiếng của nó của anh rất là căng, chắc, gọn. Đây là những mẫu loa vừa cho chúng ta có thể nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke. Rất là tuyệt vời trong gia đình. Dòng này thì chúng ta có thể sử dụng với rất nhiều dòng âm đi. Chúng ta có thể sử dụng những dòng âm đi của Sansui, Denon hoặc Crowd cover đánh rất là hay đặc biệt là các bác có thể là sử dụng những chiếc âm ly Denon như thế này này đánh những dòng loa bốt 601 rất là tuyệt vời đánh với Denon thì tiếng bát của nó xuống rất là sâu chắc gọn giá cũng chỉ trên 10 triệu đồng thôi và những cặp loa bốt 601 đẹp như thế này thì có giá là 20 tiếp theo ở bên này các bác nhìn thấy đây là những cặp loa bốt 4.2 và 301 series 3 những dòng mẫu model này thì rất là quen thuộc rồi Các bác nhìn thấy về cấu trúc quen thuộc của những dòng này Loa bốt này 4.2 này Đó đều sử dụng một bát 20 Nó sử dụng màng giấy gân mút này Nó sử dụng hai loa chép giấy Cũng bố trí đảo ngược nhau Các bác nhìn thấy đây là dòng bốt 4.2 màu vàng Hiện nay những dòng bốt 4.2 này thì màu vàng hay màu đen thì bên cửa hàng của chúng em cũng đều sẵn hàng. Các bạn nhìn thấy về cách bố trí của nó sẽ đảo chiều nhau nhé. Em để cùng một chiều này các bác có thể nhìn thấy này. Dòng này thì tiếng bát của nó rất, rất là lực và đặc biệt phần giày chung của nó rất là sáng, nghe rất là rõ ràng. Các bạn nhớ nhé, đây là dòng 4.2, à, series 2 hiện nay thì dòng 4.2 series 2 màu vàng hay màu đen thì bên cửa hàng chúng em đều sẵn hàng em xin nhắc lại như vậy để các bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho chúng em đẹp từ e căng luôn các bác có thể nhìn thấy e căng của nó này màu sẫm bên này là cặp bốt 301 series 3 Dòng bốt 301 CD3 cũng vậy, nó đều bát 20 sử dụng bát 20 này và sử dụng hai loa chép giấy cũng đảo xuôi chiều nhau. Các bác thấy được đối với những dòng loa bốt thì nó cách bố trí các driver của nó thì thường những dòng loa chép nó sẽ đảo xuôi chiều nhau. Việc thiết kế như vậy thì nó sẽ làm cho âm thanh của nó sẽ lan tỏa đi uh, rộng mở hơn. Tiếng của những dòng bốt 301 CD3 và 4.2 CD2 này, tiếng của nó rất là trong, sạch, nghe rất là tĩnh. Và những cặp bốt 601 À, xin lỗi các bác những cặp bốt 4.2 seri 2 CD2 có giá là 16 triệu 500 màu vàng còn màu đen là có giá 15 triệu 500 những cặp bốt 301 cd 3 màu vàng như thế này rất là đẹp có giá là 15 triệu 500 màu đen thì có giá 12 triệu 800 ngoài những dòng bốt này ra thì các bác có thể bên cửa hàng nhau cũng còn những dòng bốt 601 cd 3 này rất là đẹp màu vàng có giá là 42 rồi là bốt 8.2. Bên này thì đây là những cặp bốt 301 CD3 màu đen có giá là 12 triệu 800. Rồi là 4.2 CD2 màu đen có giá 15 năm. Rồi là bốt 301 CD4 có giá 8 triệu đồng. Bốt 601 CD2 có giá là trên 30. 501 CD4 có giá 19 năm. Bốt 7 là một phiên bản hai lỗ thông hơi màu đen, màu xám, màu nóng súng thì bên cửa hàng của em đều sẵn hàng có có giá là trên 20. Có rất nhiều những mẫu dòng loa bốt các bác Yêu thích dòng mẫu nào thì các bác cứ alo cho chúng em. Điện thể đi em à, giới thiệu đến các bác luôn. Bên này là đây là một bộ cấu hình em đã lên sẵn. Lát nữa thì em sẽ test âm để các bác cùng vào thưởng thức chất âm trên bộ cấu hình này gồm có đôi loa tano Berkeley trong này sử dụng một bát 40 kiềng à, vành loa màu vàng nhìn rất là sang trọng thùng gỗ thì màu vàng óng luôn các bác nhìn thấy tuyệt vời ở phía dưới thì nó sử dụng hai vi tinh chỉnh và có hai lỗ thông hơi ở hai b nhìn là một thiết kế rất là đẹp ở trước mặt nó được bố trí bằng một tấm e căng nữa các bác nhớ nhé đây là đôi loa tanoi berkeley thùng màu vàng góc cạnh rất là vuông vắn em đang sử dụng với đôi loa này là một chiếc âm ly của hãng Accuphase. đó là dòng model E 305 V dòng này thì rất là sang trọng rồi mặt màu vàng chanh hai bên thì sử dụng hai mà gỗ sơn bóng piano rất là nặng có công suất hơn 300W giúp chúng ta có thể đánh được nhiều các dòng loa khác nhau chiếc ly này có giá là 55 này đôi loa này thì có giá là dưới 50 ở phía trên đó là một chiếc đầu CD của hãng Denon Đông vừa chạy CD và vừa giải mã DAC đó là dòng Denon Đông S10 25 mã đây là một chiếc đầu rất là nặng nó nặng lên đến 12 hay là 13 kg gì đó em nhớ không chính xác lắm có giá là dưới 18 triệu. Đây là một bộ cấu hình rất là tuyệt vời. Chất âm rất là sang trọng, đẳng cấp. Như vậy vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu đến các bác một số thiết bị mới cập bến tại cửa hàng của chúng em. Và cuối cùng thì các bác có nhu cầu mua sắm hay tư vấn phối ghép xin vui lòng liên hệ với chúng em qua hai số điện thoại trên tấm biển xanh. Và hiện nay thì các bác có thể trực tiếp đến cơ sở chúng em ở Hà Nội để lựa chọn mua sắm những thiết bị audio mà mình yêu thích. Bác nào ở xa và bận không đến được thì các bác vui lòng đặt cọc giúp chúng em. Bên cửa hàng chúng của chúng em sẽ gửi hàng về tận nơi cho các bác. Rất hân hạnh được phục vụ các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc. Sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Xin chào và tạm biệt các bác.